xe không nông độ ngang. Xe cái nông này lấp 4 máy. Ok, thông số cấp 66. Xe cầu 5 tấn. Cái ra Vân Thánh. Xe đều rất là đẹp rồi. Xe này trị giá hơn 100 triệu. Lắp 4 máy. Cầu 5 tấn. Xăng dầu đời bên đầy đủ. Ai có nhu cầu mua thì hãy comment hoặc liên hệ số. Cái ba xe xanh Yali. Xe đấy 80 mấy triệu. Anh không đổ nghe. Mới luôn. Cái này cặp cầu trông ngon lắm này. Theo nhiều khách, nhiều khách đang đi xem xe. Bớt đi. Chạy nó nãy đó, giá chung này chạy nó là không qua tay cành đàn. Chạy mưa nói nhá. Giờ có thằng thao nữa, phải cho nó mấy triệu. Thao nữa rồi, thì yên tâm đi. Cái lực đáng là phải cho nó, chứ bây giờ. Thao nữa thì yên tâm xe nhà chị. Nó là nó dùng nữa là phải cho nó mấy triệu. Xe con lồng đồ nghe. Xe này bên chữ A. Xe này đóng mới hoàn toàn. Xe sử dụng cầu 5 tấn, tháng giờ, lốp đơn, thùng rộng 2m7, rộng 1m7, dài 3m. Xe hộp cấp 63, số nhân số chậm có hết, có tời, tháng giờ. Xe này giá cỡ 9 mấy triệu. Anh em nào muốn mua thì hãy comment hoặc liên hệ số. Xe này cầu trước cũng là cầu 5 tấn nha. Hai cầu giống nhau. Xe này chưa hoàn thành. Anh em nào muốn mua thì hãy comment hoặc trao đổi xe cũng được. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé.